Không cần biết là đang ở trên cao tốc, hai tài xế này liều lĩnh tự lùi xe ngay trên cao tốc để rẽ vào hướng ra đường khác. Và tài xế xe tải này ngoài liều lĩnh còn có thêm một độc chiêu mà có thể tài xế đã nghĩ rằng miếng vải này có thể giúp mình tránh bị xử lý bởi cơ quan chức năng. Thưa quý vị, hai đoạn video vừa rồi trích xuất từ camera trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây khiến nhiều người ngỡ ngàng vì sự liều lĩnh của hai tài xế. Trên cao tốc đông phương tiện và tốc độ cao như vậy thì khi xảy ra sự cố không biết hậu quả sẽ như thế nào. Chiều 27 tháng 9 năm 2023, thông tin từ đại diện Cục Cảnh sát Giao thông tức C08 Bộ Công an cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đã phát hiện và xử lý hai trường hợp lùi xe trên cao tốc trong đoạn video. Đáng chú ý, có một trường hợp tài xế dùng mảnh vải để che biển số nhằm không bị camera ghi hình. Khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2023, hệ thống camera giám sát phát hiện xe tải loại 10,5 tấn mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Khi đến km 23, tài xế đã dùng mảnh vải che biển số gắn phía đầu xe. Sau đó, lái xe lùi trên cao tốc để đi về hướng đường ra quốc lộ 51. Phát hiện sự việc, cán bộ trực hệ thống camera giám sát đã thông báo cho tổ tuần tra về hành vi vi phạm. Tổ công tác của đội 6 thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã đón lõng, dừng xe tải để xử lý vi phạm, xác định tài xế quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Tài xế này thừa nhận dùng mảnh vải che biển số với mục đích khi lùi xe trên cao tốc thì hệ thống camera không ghi nhận được biển số, tránh bị xử lý. Tổ công tác của đội 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải về hành vi lùi xe trên đường cao tốc và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, quy định tại Nghị định 100 và Nghị định 123. Tiếp đó, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, tổ công tác của đội 6 thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tiếp tục phát hiện và xử lý xe đầu kéo mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh kéo theo rơ móc do một tài xế trú tại tỉnh Hà Tĩnh cầm lái. Xe đầu kéo này cũng đi lùi trên đường cao tốc. Thưa quý vị, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho hay, đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc, hai tài xế trong video sẽ bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày. Còn hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và buộc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của biển số theo quy định. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.